Xin kính chào chủ tọa đoàn, xin kính chào quý vị đại biểu tham dự hội nghị huyện Thới Phú. Tôi là tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Minh Đức, tôi xin phép trình bày về tổng quan về huyện Thới Phú. Như chúng ta cũng biết á, đây là một cái giải phẫu cơ bản của tuyến vú. Thì tuyến vú là một cái cơ quan dùng để tổng hợp và chế tiết sữa. Thì các thành phần chính thì chúng ta cũng dễ dàng quan sát thấy là gồm có tiểu thùy, ống tuyến, ống dẫn nhỏ rồi ống dẫn lớn, đốm vú và các mô liên kết quanh tiểu thùy. Thì vấn đề phát sinh mọi thứ đều chỉ có một cái diện tích rất nhỏ, một số loại tế bào rất là cơ bản thôi. Nhìn ở mức độ mà đại vi thể hơn thì chúng ta cũng thấy đây là một cái cấu tạo của một tiểu thùy. Bên đây là một những cái ống dẫn, bên ngoài là mô liên kết. Chi tiết hơn thì chúng ta thấy ở phía ngoài đây là một cái lớp ta gọi là màng nền. Các cái tế bào lót của tiểu thùy cũng như tế bào lót của ống dẫn và mô liên kết thì ở phía ngoài. Và gần như cái việc phát sinh ung thư vú thì phát sinh từ những cái tế bào mà chúng ta cũng nói là tế bào ống tuyến hoặc là tế bào lót ở trong tiểu thùy này, là hai loại ung thư chính yếu chiếm gần tới trên 95% ung thư vú. Về cái tuyến vú là một cái tuyến rất là đặc biệt và nguyên nhân có phát sinh rất là nhiều ung thư ở tại cái cơ quan này, bởi vì tuyến vú là một tuyến chịu những cái biến động tác động từ phía nội tiết mà phụ cái biến động nội tiết ở người phụ nữ thì theo cái chu kỳ. Và tế bào ống tuyến là loại tế bào phát triển chịu sự tác động của hormone estrogen, còn tế bào tiểu thùy thì lại chịu sự tác động của progesterone và prolactin. Và các cái sự biến động này cũng như là tác động từ môi trường là những cái yếu tố làm cho cái quá trình phân bào bị rối loạn. Và cái tiến trình phân bào bị rối loạn này là tiền khởi của việc phát sinh ra ung thư vú. Như tôi có trình bày lúc nãy, các loại tế bào thì gồm có là tế bào tiểu thùy thì sẽ phát triển thành là ung thư tiểu thùy gọi là lobular carcinoma. Đây là loại ung thư thường gặp thứ hai trong các loại tế bào ung thư trong ung thư vú. Đối với tế bào cơ biểu mô là tế bào co bóp để giúp cái tiểu thùy tống sữa vào trong ống dẫn, thì nếu phát sinh thì phát sinh thành ung thư cơ biểu mô, nhưng mà loại ung thư này lại hiếm gặp. Đối với các tế bào lót, tế bào ống tuyến nhỏ ductal epithelial cell thì sẽ biến thành ung thư ống tuyến vú là ductal carcinoma. Đây là ung thư phổ biến nhất, chiếm trên từ 80-85% các dạng ung thư, và loại tế bào này rất nhạy cảm đối với tác động nội tiết là estrogen. Do đó nên đây cũng là lý do chính tại sao chúng ta thấy là thường các ung thư ống tuyến chiếm phần lớn ở người phụ nữ. Đối với tế bào lót ống tuyến lớn thì tổn thương thường là ngay dưới đốm vú hoặc là quanh quần vú, chỉ khoảng 2 cm. Đây là ung thư nếu phát sinh thì là đầu tiên là các tổn thương nhú, nhưng nếu phát sinh thì là ung thư thể nhú thì đây là ung thư cũng khá hiếm gặp. Còn đối với các mô liên kết và mạch máu thì sẽ có thể phát triển thành sarcoma, cũng là những loại hiếm gặp. Và như vậy thì chúng ta cũng thấy rõ ràng là ung thư vú tập trung nhất là hai loại ung thư chính là ung thư ống tuyến và ung thư tiểu thùy. Dưới sự tác động của nội tiết và môi trường thì ống tuyến và tiểu thùy sẽ chịu nguy cơ tăng sản. Tăng sản này có thể là tăng sản điển hình, tức là tế bào còn giống như những cái mức tế bào bình thường, gọi là typical hyperplasia. Nếu không được kiểm soát tốt thì nó sẽ chuyển thành tăng sản không điển hình là atypical hyperplasia. Và một thời gian nữa thì những cái tăng sản không điển hình này sẽ trở thành là ung thư tuyến vú tại chỗ, tức là carcinoma in situ. Và khi ung thư ống tuyến vú hoặc là ung thư tiểu thùy tuyến vú phá vỡ được lớp màng nền xung quanh thì nó sẽ trở thành là ung thư xâm nhiễm. Đó là một cái tiến trình bình thường của một cái ung thư. Ở đây chúng ta cũng có thể thấy là cái tế bào, đây là một cái tế bào lót bình thường ở trong ống tuyến. Khi mà tăng sản lên thì chúng ta sẽ trở thành là đầu tiên là tăng sản điển hình, sau đó các tế bào biến đổi so với tế bào gốc ban đầu trở thành tế bào không điển hình và trở thành ung thư
tại chỗ, từ ung thư tại chỗ sẽ trở thành ung thư phá vỡ màng nền cơ bản và phá vỡ lan xa. Từ đây bắt đầu tiến trình ung thư vú có thể phát triển ra rất nhiều cơ quan xâm nhiễm và cũng như di căn xa. Đây là chúng ta có thể quan sát thấy đây là một cái tăng sản của ống tuyến điển hình. Các tế bào tương đối gốc giống với phần tế bào gốc lót ở phía mặt ngoài của ống tuyến. Nhưng nếu như các cái tế bào này, các hình thái tế bào mà phát triển bất thường so với lại các tế bào lót ở phía ngoài thì trở thành là tăng sản không điển hình. Và tăng sản không điển hình này là sẽ tiềm tàng chứa được các cái ung thư tại chỗ. Đối với ung thư tại chỗ, tức là cái phần này đã phát sinh thành ung thư, tuy nhiên cái lớp màng nền của chúng ta là chưa bị phá, vỡ đi ra ngoài. Nếu mà chẩn đoán được ở trong những cái giai đoạn như thế này thì tiên lượng sẽ rất là tốt và sẽ có thể tiên lượng sống còn của bệnh nhân và chất lượng cuộc sống sẽ rất là tốt, gần như bệnh nhân có thể khỏi bệnh. Nhưng nếu cái lớp màng nền của chúng ta đã bị phá vỡ, như một khối nó đã lan ra, phá vỡ khỏi màng nền dưới hình ảnh vi thể như thế này thì gọi là ung thư xâm nhiễm. Lúc này thì tiên lượng sẽ xấu đi rất nhiều. Đối với các cái tổn thương nhú thì như tôi cũng có trình bày là cũng rất thường gặp, liên quan ở ngay sát quần vú hoặc là các quần vú chỉ 2 cm, và nó sẽ có thể trong một cái tiến trình nó phát triển thì nó có thể là ung thư thể nhú. Tuy nhiên nó cũng ít gặp hơn hay là ung thư kia. Và đây là một cái trường hợp là tổn thương thể nhú rất là điển hình, nằm trong cái trường ống dẫn sữa lớn. Đặc biệt đối với ung thư vú thì trong quá trình loạn dưỡng, loạn sản như thế thì hình thành ra các cái cho đến tận bây giờ cái cơ chế hình thành ra các cái vi mô này vẫn đang được tranh cãi. Tuy nhiên có thể do diện tích lòng ống bị các tế bào chen lẫn tạo thành các cái khung hẹp, cộng với lại sự loạn dưỡng kết hợp với xác tế bào cũng như là sữa lắng đọng canxi vân vân tạo thành các cái lắng đọng vi vôi. Và các cái lắng đọng vi vôi này cũng có những cái hàm nghĩa riêng, tức là có một số vi vôi sẽ gợi ý lên cái tiềm năng ác tính, mà cũng như một số vi vôi thì lợi tiềm năng là lành tính. Nhờ các cái dấu hiệu mà xuất hiện các vi vôi này giúp cho chúng ta có thể quan tâm hơn về các cái tổn thương này, và từ những cái tổn thương vi vôi này chúng ta có thể nhờ các phương tiện máy móc, đặc biệt như là nhũ ảnh, để chúng ta có thể xác định được vị trí tổn thương, hình thái tổn thương để chúng ta có thể phân tầng nguy cơ giúp cho bệnh nhân. Và đây là những cái dấu hiệu đầu tiên của cái quá trình rối loạn phân tầng. Toàn cảnh ung thư vú ở tại Việt Nam thì như thế nào? Đây là một cái bài báo mới nhất liên quan tới toàn cảnh ung thư vú đầu tiên ở trên thế giới. Chúng ta cũng thấy số lượng ca mắc mới là 300, đây là thống kê của Hoa Kỳ năm 2023 là mới nhất, đăng trên tạp chí Cancer Journal of Clinical for Clinician, là tạp chí về ung thư tốt nhất trên thế giới. Thì ung thư vú ở phụ nữ phát hiện mới, số lượng ca phát hiện mới là 297.790 ca, cho tổng số dân số của Hoa Kỳ hiện tại là khoảng là gần 350 triệu dân. Thế thì như vậy là chiếm tỷ lệ cao nhất, là chiếm 31%. Về gì là ung thư phổi. Đối với cái ca mà gây ra tử vong ở phụ nữ thì ở nữ thì là ung thư phổi là chiếm 21%, và về gì là ung thư vú chiếm 15%. Như vậy chúng ta cũng thấy rất là rõ là Hoa Kỳ là một cái nước phát hiện ung thư vú là gần như là nhiều nhất, mà tỷ lệ là 300.000 ca mới một năm, là một con số rất là lớn. Còn riêng đối với nam thì chúng ta cũng thấy là tiền liệt tuyến và phổi cũng như là nguyên nhân gây chết, tiền liệt tuyến và phổi cũng là những cái nguyên nhân gây chết hàng đầu. Ở Việt Nam thì như thế nào ạ? Ở Việt Nam thì chúng ta cũng thấy là từ năm 1996 việc phát hiện ung thư vú là khoảng là ở đây là cho là 12 trên 100.000 dân, vì đây là 1.000 lên là 0.12 dân lên là 12 trên 100.000 dân. Tới năm 2015 thì tương ứng với lại 30 trên 100.000 dân. 30 trên 100.000 dân, mà dân số của chúng ta là 100 triệu dân, tức là chúng ta là 1/3 Hoa Kỳ, nhưng Hoa Kỳ lại phát hiện tới 300.000 ca, mà chúng ta chỉ phát hiện được có 30 ca trên 100.000 dân, tức là chúng ta đã bỏ sót rất nhiều. Cái này là chắc chắn. Thứ hai nữa là chúng ta cũng thấy
một cái phân tích khác của ở trên toàn bộ khu vực dân số châu Á thì chúng ta xem Việt Nam của chúng ta đây. Singapore chỉ có 5 triệu dân, nhưng từ năm 2002 đến 2012 họ phát hiện là 65 coi như là 66 bệnh nhân trên 100.000 dân. Và Việt Nam của chúng ta là 100 triệu dân thì chỉ phát hiện được có 23 ca trên 100.000 dân. Tức là ngược lại là dân số lại gấp 20 lần so với Singapore, nhưng mà lại phát hiện ra chỉ bằng có 1/5 lần so với Singapore. Trong khi Úc, trong khi chúng ta cũng thấy là cái nước mà dân số gần bằng chúng ta như là Philippines thì phát hiện cũng cao hơn chúng ta. Và Malaysia và từ cả Thái Lan là dân số gần như là bằng có một nửa chúng ta thì cũng phát hiện cao hơn chúng ta. Và Úc thì bằng một nửa dân số chúng ta thì phát hiện rất tốt. Chứng tỏ là cái việc mà các cái chương trình tầm soát và đánh giá ung thư vú ở tại các cái nước đang phát triển, các nước đã phát triển là rất tốt. Cho nên mới đánh giá đúng cái thực lực của ung thư vú, trong khi cái tỷ lệ của chúng ta là coi như là quá thấp luôn, gọi như là thấp nhất của khu vực Đông Nam Á. Thứ hai là cái việc này nó có liên quan cái nào? Thứ nhất đó, là về việc phát hiện ung thư vú ở Việt Nam, 70% theo một cái bài báo của đăng trên tạp chí về y học cộng đồng thì chúng ta cũng thấy 70% là phát hiện ung thư vú ở giai đoạn 2, tương đương ứng với lại cái kích thước ung thư vú là khoảng 2-5 cm. Giai đoạn 1 thì chiếm khoảng 20%, tức là nhỏ hơn 2 cm. Mà như vậy là tương đối là khi mà bệnh nhân rờ thấy mass hoặc một cái khối thì bệnh nhân mới đi khám. Và thứ hai người ta cũng nói ở đây là một cái ca mắc nhất trong điều trị ung thư vú đối với người Việt Nam là chiếm 650 triệu đồng, tương ứng với gần 30.000 đô la, 30.000 Mỹ kim. Đối với một cái việc mà điều trị hóa trị đơn thuần là 37 triệu đồng, tổng quá trình điều trị chưa tính hóa trị là 61 triệu đồng. Và nếu lúc cộng luôn, nếu mà tìm hóa trị là tương ứng một ca là 100 triệu đồng. Và nếu như phát hiện ở giai đoạn cái quá trình chi phí điều trị ở giai đoạn 2 và giai đoạn 3 thì sẽ mắc gấp lên 66-148% so với lại giai đoạn 1. Tức là nếu chúng ta phát hiện ra một ca thì cải thiện tiên lượng bệnh nhân và tiết kiệm cho xã hội là gần như là tệ nhất là 100 triệu đồng. Và trong khi cái quá trình tầm soát của chúng ta chỉ có thể mất là có 2-3 triệu đồng mà lại tiết kiệm cho chi phí cải thiện tiên lượng cho người bệnh, thì qua cái bài báo này chúng ta cũng thấy là cái giá trị cho việc cần phải làm sao nâng cao được cái tỷ lệ phát hiện được cái ung thư vú ở giai đoạn 0 đến giai đoạn 1. Và cái giai đoạn này thì một chút nữa chúng ta sẽ thấy cái vai trò của chẩn đoán hình ảnh nó rất là quan trọng. Thứ hai là vì lý do gì mà chúng ta lại thấy là ở Việt Nam là có một cái quá trình chậm, tức là quá trễ trong việc chẩn đoán cũng như điều trị ung thư vú. Thì ở đây trong cái bản kết quả từ cái nghiên cứu trên người Việt này, chúng ta cũng thấy rất là rõ là yếu tố vùng miền, tạm gọi là thành thị và ngoại ô là có ý nghĩa thống kê, và yếu tố người nhỏ hơn 45 tuổi thiếu kiến thức chuẩn có ý nghĩa thống kê, tức là đây là đối tượng dễ bị tổn thương nhất. Và đây là trong cái bài báo này là ám chỉ rằng là cái việc ở vùng ngoại ô và người trẻ thiếu kiến thức chuẩn dẫn đến là người ta không nhận diện ở được ung thư vú, và khi đến với chúng ta là bị trễ và rơi vào giai đoạn 2. Và một cái nghiên cứu khác thì họ cũng có nói lên rằng là những cái đối tượng mà liên quan là đặc biệt là có người phụ nữ là có sự khác biệt giữa hai vùng miền, và họ tạm thời họ phân tích thì họ có thấy là có liên quan gì đó đến việc họ cho là ở vùng khu vực phía mà ở phía nam từ ở phía nam là từ đổ vào thì là có cái tỷ lệ ung thư vú là cao hơn ở khu vực ở phía bắc. Và thứ hai nữa là ở đây thì chúng ta cũng thấy là một lần nữa một cái bài báo đăng lên về tạp chí phụ nữ cho rằng là đối tượng là người nhỏ hơn nhỏ tuổi cộng với lại thu nhập trung bình thấp là đối tượng có nguy cơ ung thư vú cao hơn rất là nhiều và đến muộn. Thì trong cái phần này là coi như là đối tượng dễ bị tổn thương được xác định qua hai bài báo nghiên cứu trên người Việt. Và
họ đề xuất một nghiên cứu khác làm trên người Việt đề xuất rằng là chúng ta cần phải tăng cường việc khảo sát trên cộng đồng trên và đặc biệt cần phải sử dụng siêu âm. Trong bài này thì nhấn mạnh vai trò của siêu âm là cần phải trên đánh giá trên số đông, cho nên và họ đề nghị rằng là cái việc đánh giá này sẽ làm giảm cái nguy cơ, giảm tải cái gánh nặng cho các cái bệnh viện và tầm tuyến tỉnh và tuyến trung ương. Như vậy thì vai trò của bạn ở đâu ạ? Một nghiên cứu khác trên người Việt Nam chúng ta cũng thấy là cái quá trình tổng thể của việc khám lâm sàng có giá trị cao hơn là siêu âm, cao hơn của ảnh và cao hơn em ra. Vì sao lại dẫn đến cái hiện tượng này? Bởi vì chúng ta đánh giá quá muộn, dẫn đến là chúng tự thật sờ thấy khối mát và đi vào từ 2 đến 5 cm, cho nên bác sĩ sờ thấy luôn và bệnh nhân cũng sờ thấy, cho nên dẫn đến cái kết quả này. Và trong bài này thì không lý giải được, nhưng mà cái kết quả này được lý giải từ những bài khác. Đồng thời chúng ta cũng thấy cái phần siêu âm ở đây nó cao hơn của ảnh là bởi vì nó phát hiện được ở cái giai đoạn 2 đến 5 cm. Lý ra là cái giai đoạn 1 của chúng ta quá thấp, như chúng tôi cũng nói hồi nãy, chỉ có 20% bệnh nhân đến, cho nên cái vai trò của nhu ảnh nó không có được rõ. Thứ hai á, là một cái nghiên cứu khác cho thấy là cái việc mà phát hiện ung thư vú trên nhu ảnh được tập trung nhiều nhất là cần phải tầm soát ở giai đoạn là 50 đến 59 tuổi. Tuy nhiên á, vì lý do là vai trò của nhu ảnh ở chúng ta không có được đẩy mạnh, dẫn đến là chỉ có vai trò của siêu âm đánh giá ở cái giai đoạn 2 của ung thư vú, giai đoạn 1 là vai trò của nhu ảnh thì lại không có, nên dẫn đến cả các cái kết quả như các cái bài báo của chúng tôi mới nói. Và chúng tôi cũng ghi nhận thấy rằng là cũng như là bác sĩ Thủy cũng có nói trong cái nghiên cứu là họ đề xuất là vai trò của tư nhân bệnh tức là các cái clinic hospital thuộc về nhóm tư nhân cần phải tương đồng với lại nhóm công lập để mà giảm thiểu gánh nặng cũng như là hỗ trợ lên các phương pháp thăm khám hiệu lực hiệu quả để cho chúng ta thấy nâng cao cái tỷ lệ phát hiện ung thư vú ở người Việt Nam, bởi vì hiện tại là rơi vào giai đoạn là của siêu âm phát hiện, tức là siêu âm phát hiện tức là đã có mass rồi, thành ra cái vai trò ở giai đoạn 1 này chúng ta cần phải tăng cường trở lại cái vai trò của nhu ảnh. Qua cái bài tổng quan về ung thư vú ở Việt Nam thì tôi có một số kết luận như sau. Ung thư vú là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở phụ nữ ở tại Việt Nam, và những năm gần đây số ca ung thư vú tăng đáng kể bởi vì các cái phương pháp thăm khám của chúng ta đã được hiệu quả hiệu lực. Và thứ hai là ung thư vú sẽ chẩn đoán sớm, điều trị hiệu quả, tiết kiệm kinh phí cho bệnh nhân, cho xã hội, và đồng thời sẽ mang lại một cái nguồn lợi rất là lớn, bởi vì bệnh nhân sẽ có thể phục vụ tiếp tục và cái chất lượng cuộc sống bệnh nhân được đảm bảo thì giá trị kinh tế của bệnh nhân đóng góp vào xã hội sẽ rất là cao, cho nên cái điều này là rất là quan trọng. Thứ ba là việc tầm soát ung thư vú ở người Việt Nam cần phải được thực hiện tối ưu và kết hợp của cả nhu ảnh lẫn siêu âm ở giai đoạn 50 đến 60 tuổi. Đối với giai đoạn 50 tuổi thì chúng ta cần phải có những cái chương trình can thiệp hiệu lực để mà nâng cao cái giá trị và vai trò của nhu ảnh, bởi vì cái vai trò của nhu ảnh trong giai đoạn này sẽ rất là quan trọng, bởi vì sẽ tác động lên cái việc nâng cao việc chẩn đoán sớm ở cái giai đoạn 1 là giai đoạn 0 và giai đoạn 1. Như vậy thì sẽ cải thiện lên cái tổng thể chung và cho Việt Nam chúng ta có thể phù hợp với lại cái biểu đồ tương ứng với lại khu vực Đông Nam Á trước khi mà có thể so sánh với các cường quốc khác như là Úc hoặc là Hoa Kỳ. Và xin hết ạ.